Lạt nè. Ê, quay lại đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình chiếu phim mới của Đài Chiếu Bóng 3. Đăng rồi nhà đăng lên YouTube. Kiếm tiền chơi. Con câu chuyện về chàng Lưu Gia Minh Trường. Quên nè. Theo hot girl, theo chân hot girl đi đi chơi đi dạo Đà Lạt. Hot boy đây nè. Từ đi Oh my god. Ông con mày thả điện máy ghế nha. Ở đây đưa ông không tay bỏ. Một có cái cái chiếc lên, một có cái chiếc này bắt thằng ta mệt cho hết nên ngon. Xuống chưa? Giờ lái 15. Số giờ mẹ bên ơi chị ơi. Số giờ mẹ bên chị. Ôi. Đi theo lối này đây bà con ơi. Này đi, này đi. Ủa? Có đâu. Bây giờ chúng tôi đang ở chợ đêm Đà Lạt. Ở đây có rất nhiều món ăn. Rồi đây, gọi cho bọn xem. Ôi giời ơi. Wow. Từ hai cái bánh này nhiều. Cá nhiều không? Con để tiền mua.
trọng tôi lấy hai cái. Có một cái nhiều cô bao nhiêu? Dạ trắng nước anh chị. Từ nói chưa? Máy gì máy? Ok. 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 Đi đi Ok. 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 Đi Ok. 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 Quay ghế ngồi bên kia nữa em ơi, bên chén có bậc nữa em ơi. Đi nè quê. Xe đi. Đây, Nguyên đang hỏi mua. Đi đi đi. Xe. Nói chung mua xong rồi chết rồi. Mua chưa? Mua rồi, xong không sống được. Không sống được. Sống được. Đây là chỉ là một bộ phận nhỏ của Đà Lạt thôi. Bao nhiêu? 25.000 đấy. 25.000 nè, 25.000. Chưa? Một cái bao nhiêu tiền? Bao nhiêu rồi? Chậu này này. 200.000. 200. Đây. Đắt quá xong nguyên không mua luôn. Đắt quá xong rồi là mua về. Tường quá. Trời. Đấy 10 đôi 60.000 em. Ê kìa cái chất. In chụp rồi. Cái đó ăn ra. Về đâu rồi? Về đâu? Như gì đây này sợi ăn này. Ăn cho ma, ăn cho ma, ăn cho ma. Cho mà mua. Về đâu rồi? Hỏi thử coi bông anh. Hỏi thử coi nhiều tí. Anh hỏi thử coi bán sao.